lại bị ma ám có thể khá đáng sợ. Hứ, tớ không chắc mình thích ý tưởng này. Có vẻ như không có ai quanh đây. Nè, cậu có nghe thấy không? Bọn mình có nghe. Đang chơi ma của ông bu già. Yai yai bu.
không sợ một phù thủy nhỏ sao? Ngọn lửa cháy bập bùng, âm thanh rắc răng, kiều vù vơi bóng ma, tiếng vơi lùi, tiếng cười bi ngô vàng sau lưng đó. Đã đến nửa đêm là bóng đêm đen, là Halloween đây, là Halloween đây, ha 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 ha, Halloween đây, là Halloween đây, là Halloween đây, ha 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 ha, Halloween đây. Này mọi người, đã đến lúc về nhà rồi. Chúng tôi nghe thấy tiếng lảm nhảm của một phù thủy trong gió. Cậu có nghe thấy một phù thủy độc ác đó không? Ngạc nhiên chưa? Tôi sẵn sàng để làm mọi người trên xe biết hoảng sợ. Cậu không thể làm tôi hoảng sợ, hoặc tôi sẽ phù phép cậu. Thôi nào, quái vật Munchkin, hãy đến thị trấn Halloween. Vòng xoay bên xe biết chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Vòng xoay bên xe biết chúng nó xoay vòng, đi đến Halloween thôi. À, phù thủy ở trên xe biết là trên xe biết là đi đến Halloween thôi. Tôi theo dõi một ma cà rồng trên xe biết. Ê, cậu gọi ai là ma cà rồng? Lạp lạp. Ma cà rồng ở trên xe biết là lạp 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 lạp. Ma cà rồng ở trên xe biết là lạp lạp lạp, đi đến Halloween thôi. Xác ướp trên xe buýt là xác ướp nè, xác ướp nè, xác ướp nè, là xác ướp trên xe buýt là xác ướp nè, đi lên Halloween thôi. Nhìn kia, này ai đang vỗ tay vậy hả? Ô, đó là bộ xương diêm. Bộ xương ở trên xe buýt là hát chặt cha, hát chặt cha, hát chặt cha. Bộ xương ở trên xe buýt là trên xe buýt là thắp sáng tôi, thắp sáng tôi, thắp sáng tôi. Quạt đi ngồi trên xe buýt là thắp sáng tôi, đi đến Halloween nào. Cảm ơn, cảm ơn trời sáng tiếng hô. Bây giờ chúng ta có thể thấy tất cả những thứ ma quái. Bạn có khỏe không? Quạt vật ở trên xe buýt là buga buga bu, buga buga bu, buga buga bu. Quạt vật ở trên xe buýt là Bugaboo, đi đến Halloween nào. Vòng xoay bên xe buýt chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Vòng xoay bên xe buýt chúng nó xoay vòng, đi đến Halloween thôi. Cái gì đó? Đi đến Halloween nào. Yeah.
họ được nha. Gào nhau luôn chúng nó lắm nha suốt ngày, bởi vì họ luôn đói. Còn ngày Halloween chớ nhìn ra sau bàn đây, họ tìm bàn đây có thấy ngửi hay mùi ai khiếp sợ vào đêm Halloween. Má soi hú lên mắt trăng tròn, với thanh âm dài điều là ghê. Quái vật gầm gừ khắp nơi này, ôi sợ ghê, dũng cảm còn đâu. Má soi hú lên mắt trăng tròn, với thanh âm dài điều là ghê. Quái vật gầm gừ khắp nơi này, bằng tôi. Nào
lộc bé yếu. Này, không công bằng, mẹ đang đùa đấy à? Ôi, chúc các con Halloween vui vẻ. Mẹ có thể cho con một ít kẹo ngô được không? Buga buga, buga buga. Chúng ta hãy chơi trò chơi quái vật nhảy trên giường đi. Yeah, đồng ý. Nhìn em nè. Nào quái vật con nằm chua nhẹ đây. Nhảy lên. Một ngã lăng khi cái đầu đau. Mẹ gọi đến zombie, zombie nói rằng chẳng có quái vật nào được nhảy trên giường. Xin chào quái vật nhảy trên cái giường. Xin chào quái vật ngã lăn và đập vào đầu. Au! Ồ, bây giờ các bạn quỷ lùng bé nhỏ đã ngừng nhảy. Nào quái vật con bông chua nhé ở đây. Một ngã lăn khiến cái đầu đau. Mẹ gọi đến phù thủy và bà nói rằng chẳng có quái vật nào được nhảy trên giường. Xin chào quái vật nhảy trên cái giường. Xin chào quái vật ngã lăn vào đập vào đâu. Ồ, điều đó không hay lắm. Nào quái vật con ba chú nhé ở đây. Một ngã lăn khiến cái đầu đau. Mẹ gọi đến ông ba cà rồng và ông nói rằng chẳng có quái vật nào được nhảy trên giường. Xin chào quái vật nhảy trên cái giường. Xin chào quái vật ngã lăn và đập vào đâu. Ôi ơi, tớ nghĩ chúng ta cẩn thận hơn. Cẩn thận hơn. Nào quái vật con hai chú nhé ở đây. Một ngã lăn khiến cái đầu đau. Mẹ gọi bác sói ma và bác nói rằng chẳng có quái vật nào được nhảy trên giường. Xin chào quái vật nhảy trên cái giường. Xin chào quái vật ngã lăn vào đập vào đâu. Không cảm ơn, có đau không? Thật sự không. Nào quái vật con một chú nhé ở đây. Cầu ngã lăn khiến cái đầu đau. Mẹ gọi bác xương khô và bác nói rằng chẳng có quái vật nào được nhảy trên giường. Xin chào quái vật nhảy trên cái giường. Xin chào quái vật ngã lăn vào đập vào đầu. Xin chào quái vật nhảy trên cái giường. Xin chào tất cả.